Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thần Khúc, nguyên tác tiếng Ý Divina Comedia của tác giả Dante và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Đình Trần. Kính thưa quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của Linh Mục Cao Gia An trong lời giới thiệu bản dịch Thần Khúc của Linh Mục Đình Trần năm học thứ nhất tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, tôi bắt đầu mon men đọc thần khúc của Dante. Thấy tôi mê mẩn cắm cúi trên tập sách dày cộm, một anh bạn người Ý ở cùng học viện nheo mắt cười. Chúc may mắn nhé. Sau một thời gian vật vã, tôi mới hiểu ra lời chúc của anh bạn. Thần khúc không phải là một tác phẩm dễ đọc, ngay cả với người Ý, huống chi là với một sinh viên châu Á như tôi. Hơn 10 năm sau, tôi lại mon men tập đọc thần khúc, vì không can tâm chỉ làm kẻ đứng bên ngoài một kho tàng kỳ bí, một khu vườn diễm lệ và ngạt ngào hương sắc như thế. Khó khăn đầu tiên vẫn là khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa. Ra đời vào cuối thời Trung Cổ, lại được viết bằng phương ngữ vùng Florentia, thần khúc của Dante luôn là một thách thức to lớn với bất cứ học giả nào thuộc văn hóa hiện đại. Thần khúc sử dụng rất nhiều thành ngữ, lối nói, và nhất là nhịp thơ độc đáo của vùng Toscana. Lối hành thơ được xây dựng theo đơn vị khổ, mỗi khổ ba dòng, và mỗi dòng ba nhịp thơ rất khó để truyền dịch nhịp thơ này sang các ngôn ngữ khác. Vậy, thần khúc của Dante có thể được gọi là một tuyệt phẩm. Nếu thần khúc của Dante được coi là một tuyệt phẩm, tuyệt phẩm ấy được cưu mang và sinh thành trong chiếc nôi văn hóa Hy Lạp cổ đại với rất nhiều bóng dáng của truyền thuyết đã được thu nhận và thích nghi bởi văn hóa Roma, lại được kế thừa và phát triển xuyên suốt dòng lịch sử ngàn năm của phương Tây. Thế nhưng văn hóa Kitô giáo mới chính là linh hồn của thần khúc ngoài những điển tích đến từ văn hóa Hy Lạp và Roma cổ đại, xuyên suốt tác phẩm là vô số hình ảnh mang tính ẩn dụ và biểu tượng, chỉ có thể hiểu được đối với một người sinh ra và lớn lên trong kỳ tô giáo. Dante minh nhiên đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ như Phaero, Joan, Jacob, các thánh Augustino, Biển Đức, Đa Minh, Francisco Assisi, Bonaventura, có cả hoàng đế Costantino người khởi đầu dòng lịch sử giáo hội Kitô giáo trên toàn cõi Roma. Có bóng dáng của các cuộc thập tự trinh và những biến loạn của giáo hội trong suốt thời phục hưng. Có vô số hình ảnh biểu tượng của Kitô giáo như các nhân đức đối thần, các nhân đức trụ, các bí tích, những trực giác thần bí, những hình ảnh ẩn dụ về đức tin, về giáo hội. Có thể nói rằng, thần khúc là một mảnh đất dày, kết tinh từ nhiều yếu tố ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, triết học, tính trí tuệ và học thuật nên thần học Kitô giáo, vũ trụ quan của Do Thái giáo, đậm đặc yếu tố văn chương và tôn giáo, khởi nguồn từ kinh thánh. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên, việc đọc và hiểu thần khúc liền trở nên khập khiễng. Thế nhưng, thần khúc là gì? Thần khúc là tên được dịch từ tiêu đề tiếng Ý Divina Commedia, Divina thần, là tính từ được thêm vào tiêu đề sau hơn 150 năm tồn tại của tác phẩm, như một lời ca tụng và tán dương vẻ đẹp kỳ diệu của áng thơ bất hủ này nguyên gốc, tác phẩm được chính tác giả Dante gọi là Commedia. Thật ra, Commedia là thuật ngữ chỉ về tên của một thể văn hơn là tên của một tác phẩm. Thể loại này thường khởi đầu với một vấn nạn cuộc sống, được phát triển với những gút thắt kịch tính, nhưng luôn khép lại bằng một kết thúc có hậu. Chọn vẹn tác phẩm của Dante có cấu trúc theo thể loại này, khởi đầu với những yếu tố tiêu cực, băng qua những khó khăn và thử thách để hướng đến một kết thúc viên mãn. Đến đây chúng ta có thể hỏi, Vậy có gì đặc biệt trong bản dịch thần khúc của tác giả Đình Trần? Trước hết, Linh Mục Đình Trần đã tu học tại Roma và lãnh nhận thiên chức Linh Mục ở Việt Nam. Trước Đình Trần, đã có một số tác giả thử sức trong việc dịch thần khúc sang tiếng Việt. Mỗi dịch giả đều có một nguồn gốc xuất thân khác nhau, bối cảnh văn hóa và công việc khác nhau, đều có những thuận lợi và bất lợi khác nhau. Dẫu vậy, có thể nhìn thấy nơi Đình Trần, sự hội tụ của nhiều yếu tố cần thiết để có thể tiến gần đến việc đọc và hiểu thần khúc của Dante một cách ít khập khiễng nhất. Thứ nhất, bản dịch này dẫn chúng ta trở lại với ngôn ngữ quen thuộc của nhà đạo. Dante là một thi sĩ Kitô giáo, các dịch giả không phải là Kitô hữu và xa lạ với văn hóa thần học Kitô giáo sẽ gặp rất nhiều bối rối và lẫn lộn khi phải đối diện với những thuật ngữ chuyên biệt của nhà đạo trong thơ Dante. Với bản dịch của Đình Trần, các tên riêng, các danh từ riêng, các thuật ngữ nhà đạo được định danh lại cách đúng đắn và chính xác trong tiếng Việt. Thứ hai, có thể thấy rất rõ rằng tác giả đã không bằng lòng với việc chỉ dịch nghĩa của những câu thơ của Dante, cũng không hài lòng với việc chỉ tạo ra một bản dịch như văn xuôi và có chút hơi hướng của thơ. Tác giả đã vật lộn để tìm cách diễn lại cái thần của thần khúc, để bản tiếng Việt của thần khúc thật là thơ. Hào quang rải sóng thiêng trao, sáng lừng vạn thế sáng bao la trời, lừng lẫy sáng, láng tùy nơi, láng đường hoan hảo, lẫy lời diệu ngân. Bên cạnh đó, Đình Trần thường xuyên chèn vào bản dịch của mình những câu lục bát với lối chơi chữ độc đáo. Tôi may thoát cảnh đêm dài, ngắm nhan thiện bích, chiêm ngai thiên đàng, dập dìu muôn giải hồn quang, xoay vòng vạn tuế, kết tràng triều thiên. Và có cả những câu thơ mang dáng dấp của ca dao như là nước xoáy trong bình, xoay xuôi xoay ngược, có mình, có ta, xoáy ngoài vào, xoáy trong ra, tăng tình, tăng nhịp, tay ta, tay mình là một thi sĩ đứng trước một trực giác kỳ bí như thiên đàng, không ít lần Dante phải thốt lên về sự bất lực của ngôn từ và khả năng diễn đạt nơi người làm thơ. Sự bất lực ấy là một phần trong ơn gọi của thi sĩ, một ơn gọi diễm phúc như được diễn tả bởi Dante và được đình trần chắp bút thế này. Ta sẽ về trong tiếng lòng đổi mới, ta sẽ về bên giếng rửa tội xưa, mái đầu xanh trong nguyệt quế ươm thơ, diễm phúc thay ơn gọi làm thi sĩ. Phải chăng bản dịch của Đình Trần đã hoàn hảo? Linh mục Cao Gia An không hề có ý tán dương bản dịch thần khúc của Đình Trần là một tuyệt tác, một bản dịch hoàn hảo hay một công trình đã hoàn chỉnh, vẫn còn đó nhiều điều để có thể cải thiện tốt hơn, còn nhiều chỗ chưa thoát khỏi cám dỗ dịch cho thật sát chữ, chưa thật sự diễn thơ. Thế nhưng, công bằng mà nhìn nhận thì đây là một công trình rất đáng trân trọng để theo và theo cho đến cùng việc dịch thuật thần khúc cần biết bao là mồ hôi và tâm huyết bao là kiên nhẫn và say mê. Bản dịch thần khúc của Đình Trần có thể chưa phải là một điểm đến, nhưng đã là một khởi đầu rất trọn vẹn. Không quá khi nói rằng, bản dịch của Đình Trần là một nỗ lực việt hóa thần khúc. Vậy làm sao để một độc giả bình dân có thể khởi đầu việc đọc hiểu và thưởng thức tác phẩm này? Một trăm ca khúc của toàn tác phẩm này hoàn toàn có thể được đọc như những bài thơ độc lập. Mỗi bài thơ có một chủ đề khác nhau, mang những vẻ đẹp kỳ vĩ khác nhau, bạn có thể bắt đầu với bất cứ bài thơ nào, nhưng nên bắt đầu từ từ. Ở khởi đầu của mỗi ca khúc đều đã có sẵn một lời giới thiệu sơ lược về nội dung, về cấu trúc, về đặc tính văn chương và loại hình nghệ thuật chủ đạo được vận dụng trong ca khúc. Dịch giả Đình Trần còn chu đáo, để lại rất nhiều lời ghi chú giải thích những điểm khó hiểu và xa lạ với văn hóa chúng ta, những điển tích, những tên riêng, những ám chỉ, những hình ảnh ẩn dụ. Kính thưa quý thính giả, Tác phẩm Thần Khúc dày 1.300 trang trên khổ giấy 16-24cm gồm 3 phần, địa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Mỗi phần gồm 33 ca khúc liên tiếp nhau. Trong đó, thiên đàng là phần thứ 3, là kết tinh của một trực giác được nhào luyện từ kinh nghiệm đậm tính khải huyền của Kinh Thánh. Nơi đó, 9 tầng trời đều quy về một mối. Tất cả 9 phẩm thiên thần đều quy phục và hướng về trung tâm ở tầng trời thứ 10 là thiên đình, nơi có ngai tòa của thiên chúa. Và như thế, Thần khúc thiên đàng khiến người đọc choáng ngợp trong thế giới linh thánh mới mẻ của cõi trời cao, của ánh sáng lung linh ảo huyền, của thế giới ngỡ ngàng hạnh phúc của các thiên thần và các thánh. Tuy nhiên, không phải kiệt tác nào cũng dễ thấu hiểu, cảm nhận và thưởng ngắm. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Thần khúc có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ đợi một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.